Thưa sư, con nghiện xem phim người lớn thì phải làm sao? Chúng ta nên, nó có nhiều cách, nó có nhiều cách. Một trong số cách đó đó là chúng ta nên thay đổi cái lối sống của mình. Có nghĩa là chúng ta nên quan tâm đến những cái đối tượng khác ngoài ra. Có nhiều cái để mà chúng ta đáng sống hơn là chúng ta chìm đắm vào những cái phim người lớn. Sở dĩ mà chúng ta cứ chìm đắm vào đó đó là do chúng ta không có cái tiết mục giải trí nào khác mà chúng ta xem đó là tiết mục giải trí duy nhất. Mở lòng mình ra, đi tham gia những cái công tác, những cái thiện pháp, ví dụ như tham gia những cái hội nhóm làm từ thiện, tham gia những cái hội nhóm tu thiền, và chúng tham gia những cái hội nhóm thực hành tứ niệm xứ, tham gia những cái hội nhóm thực hành từ tâm. Khi chúng ta có tu tập á, thì cái lòng chúng ta nó sẽ mở ra. Khi chúng ta có cái sự giao tiếp với bên ngoài đó, lòng chúng ta sẽ mở ra. Và khi lòng chúng ta mở ra đó, chúng ta tự nhiên là chúng ta không có nhu cầu đối với nó nữa. Cái lời khuyên này nó cũng phù hợp luôn cả với những người đang nghiện ngập. Người ta có một cái nghiên cứu á, người ta để hai cái con chuột nuôi trong hai cái lồng khác nhau, và trong hai lồng đó người ta để hai cái bình nước. Một bình á là chứa ma túy, một bình là chứa nước thường. Và khi bị nhốt như vậy đó thì hai con chuột đó do cái môi trường bị kín kín mít á, thì dần dần là nó mê chơi ma túy để mà nó quên đi cái hiện tại của nó. Nhưng mà một lòng á, thì người ta sẽ thay đổi, có nghĩa là người ta cho nó một cái sân chơi lớn hơn. Một cái sân chơi lớn hơn, có đủ thứ đồ chơi và có cả một cái cộng đồng, có nghĩa là có cả những con chuột cái để mà chơi chung với nó. Và nó thoải mái. Và người ta nhận ra một điều như thế này. Khi mà cái con chuột mà được thoải mái như vậy đó, thì dần dần nó không còn ngó ngàng gì tới cái bình nước ma túy nữa, mà nó chỉ uống nước thường thôi. Có nghĩa là nó cai nghiện một cách tự nhiên. Cũng vậy đó, khi mà chúng ta cảm thấy là chúng ta không có bạn bè nè, chúng ta không có những cái mối quan hệ, chúng ta không có những mối giao tiếp, chúng ta không có cái gì vui thích hơn, không có nhiệm vụ gì để làm, không có một cái nuôi dưỡng về mặt tinh thần, thì chúng ta sẽ tìm những cái lạc thú mà nó bất thiện. Nhưng mà khi chúng ta tìm kiếm những cái rộng mở ra, tham gia những cái hội nhóm, có nghĩa là chúng ta có những cái mối giao tiếp, có bạn có bè, nhất là bạn bè hiền thiện nha, bạn bè hiền thiện, rồi chúng ta làm những cái việc thiện, chúng ta có tu tập đó, nhất là chúng ta tu tập tứ niệm xứ, chúng ta tu tập từ tâm, thì chúng ta sẽ vượt qua nó một cách tự nhiên. Đương nhiên là nó còn nhiều cách nữa lắm, nhưng mà do sư không có nói chuyện trực tiếp với quý vị cho nên là tôi chỉ trình bày một số cái cách nó gọi là phổ biến thôi. Còn một số cái cách nó cụ thể chi tiết hơn thì tùy vào mỗi người. Nhưng mà nhớ như thế này, nhớ như thế này, muốn có cơ bụng 6 múi thì phải tập thể dục thường xuyên, phải gặp bụng thường xuyên, một ngày gặp 20 cái, 30 cái, 40 cái, 50 cái, tập mỗi ngày thì mới có được cơ bụng 6 múi. Còn nếu như mà mình cứ ăn uống thả ga, lâu lâu thì gặp bụng 1 2 cái rồi nghỉ cả tháng sau mới làm lại một lần, thì mình chỉ còn cơ bụng 6 múi, gom lại chỉ có 1 múi thôi. Bữa hổm thấy cái hình hai cặp vợ chồng chụp hình với nhau, xin nhìn xin lắc đầu, hai vợ chồng ôm nhau, đương nhiên bà vợ không có bầu mà cái bụng nó đụng nhau trước, có nghĩa là cái bụng nó bự quá đấy. Cái sự muốn nói ở đây là gì? Muốn cho cái lời khuyên của sư mà nó có hiệu quả đó, có nghĩa là cái lời khuyên tu tập đó
rồi tìm những cái mối quan hệ tốt đẹp, quý vị phải thực hành và phải kiên trì. Chứ không phải mình làm có ngày 1, ngày 2, hoặc là mình làm được tuần, làm được tháng, rồi là mình bỏ lơ đó và mình nghĩ là ông sư này ổng góp ý mà không có tác dụng gì hết. Khi đó cái vấn đề không phải của sư mà vấn đề là của quý vị. Khi mà chúng ta không có một cái thái độ đúng đắn, không có thái độ đúng đắn trong cái việc là thực hành,